Xin chào tất cả các quý vị và các bạn, các quý khách đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xe đạp hải phòng.com, và em là Kiên Xe Đạp, chủ cửa hàng xe đạp hải phòng.com. Vâng, và như tiêu đề của cái livestream lần này thì em cũng phân vân rất là lâu rồi, mà có định đang phân vân không biết là có làm nên làm livestream này hay không. Nhưng mà theo em nghĩ thì sự thật nó vẫn là sự thật, nên là em quyết định làm cái livestream này để giải đáp cho một số các bác gọi là rất là thích xe đạp Nhật bãi, nhưng mà có một số thắc mắc là xe đạp Nhật bãi là tại sao mà cũ lại còn không được đẹp mà giá lại cũng không hề rẻ mà vẫn đắt. Thì liệu giá đắt ở đây là có phải là do chất lượng tốt, hay là do nhiều nguồn hàng ít và nguồn nhu cầu trong nước lớn hay không, hay là do cái những lý do gì? Thì theo cái quan điểm cá nhân của em, đây là quan điểm cá nhân của em, thì trong livestream này em sẽ đưa ra một số cái quan điểm cá nhân tại sao, lý do tại sao mà những cái chiếc xe đạp mà Nhật cũ tầm bình dân từ khoảng 10 triệu trở xuống cũ mà vẫn rất là giá cũng không hề rẻ và cũng khá là cao. Thì trong livestream này em sẽ đưa ra một số cái quan điểm cá nhân để mà chúng ta thường chúng ta cùng bàn luận. Thì đầu tiên, như các quý vị có thể thấy thì nguồn gốc của xe đạp Nhật bãi, nguồn gốc của xe đạp Nhật bãi đây, quý vị có thể lên YouTube, quý vị tìm những cái video dạng như này thì chúng ta đều có thể tìm hiểu được cái nguồn gốc đấy. Những cái bây giờ là thời đại thông tin mà, rất là nhiều thông tin, chúng ta tìm được những cái nguồn gốc của xe bãi ở bên Nhật đây. Đây là bản thân phục của người Brazil. Hôm nay mình Đấy, rất là nhiều. Thì mẹ em cũng chỉ lướt qua những cái như này thôi. Thì bây giờ thời đại thông tin rất là nhiều, thì các bác có thể tìm hiểu những cái video dạng như thế này. Những cái video dạng như này ở trên mạng internet, trên YouTube. Vâng, và theo các bác thì cái đống xe đạp này thì rẻ hay đắt ở bên nước Nhật? Theo em thì bên nước Nhật nó không đắt, nhưng tại sao mà về nước Việt Nam thì nó đắt? Đấy, bên nước Nhật thì nó không đắt đâu, nhưng mà về tại sao về về bên Việt Nam thì nó đắt? Thì sau đây em sẽ chỉ liệt kê những cái chi phí để chúng ta hiểu được là tại sao một chiếc xe đạp Nhật bãi khi mà về đến tay người tiêu dùng tại Việt Nam thì giá nó không hề rẻ, nó cũng không phải là đắt nhưng mà nó cũng không rẻ. Và cái mẫu mã của nó và những cái phụ tùng của nó thì cũng thuộc cái dòng đời xưa rồi, đời lâu rồi. Còn chất lượng thì em không bàn nhá, bởi vì những cái người, những các bác quý khách mà cuồng tín, cuồng xe đạp Nhật thì có bảo là xe đạp chất lượng Nhật Bản, xe đạp chất lượng xấu, không tốt hay là bình thường thì các bác cũng không tin. Mà em có bảo là tốt thì các bác cũng bảo là mày bán xe Nhật thì mày chả nói tốt cho xe Nhật. Nên là ở đây là em là ý kiến là trung gian nhé, em là ý kiến trung gian, và em sẽ không khen hay là chê hay là dìm hàng hay là gì hết, mà em chỉ là ý kiến cá nhân và hoàn toàn là sự thật đấy. Thì đây, như các bạn có thể thấy là những cái bãi xe đạp ở bên Nhật đây thì nó vô vàn luôn, và giá ở bên này thì bây giờ những cái người mà đi từ Nhật trở về thì chắc các bác cũng biết là giá nó cũng không phải là đắt. Thế thì tại sao về Việt Nam thì đây, em sẽ vẽ như ở trên bản đồ của thế giới, thì em sẽ vẽ đây là Việt Nam, hình chữ S. Đúng không ạ? Đây là Việt Nam. Và đây của chúng ta là đất nước Nhật Bản, nó cũng dạng chữ S nhỏ nhỏ như này, nhưng mà nó cách xa, đây là Trung Quốc. Đấy, em vẽ không không được giỏi cho lắm. Đây là Nhật Bản chẳng hạn. Đây là Nhật Bản. Đó, đây là Việt Nam. Thế thì cái nguồn đồ cũ, cái đường đi của cái đồ cũ từ Nhật Bản mà về đến Việt Nam thì nó sẽ đi theo đường nào?
để chúng ta nói về cái đường đi của cái đầu cũ đã, thì chúng ta sẽ thấy được là cái chi phí, ví dụ cái xe đạp ở đây, xe đạp ở đây ở nước Nhật Bản giá của một chiếc thì bằng khoảng, em lấy ví dụ là xì đi, giá là xì, thì cái đồ cũ Nhật Bản đi theo, hầu như là em nghĩ là đi theo đường biển. Thứ nhất là chúng ta có thể đi theo đường biển, thứ hai là đi theo đường máy bay, nếu mà đồ rất là đắt thì được đi theo đường máy bay và gửi theo máy bay để đi bay thẳng về Việt Nam. Thì nếu như đi theo đường máy bay thì chúng ta có thể gửi từ sân bay và bay thẳng về Việt Nam để chúng ta đến người dùng. Nhưng mà cái con đường này, con đường máy bay này thì chỉ số lượng nhỏ thôi và ít thôi, và những cái đồ mà đồ giá trị nhỏ gọn giá trị thì người ta mới gửi theo máy bay. Thế còn hầu như tất cả những cái đồ cũ khác, nói chung như là máy giặt, tivi, tủ lạnh, điều hòa, nồi cơm điện, quạt, hầm ba lan thì sẽ được đóng trong những cái container tàu biển đó, và đi theo đường biển. Thì từ năm những cái năm gần trở lại đây thì chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta là không có chính sách nhập đồ cũ, nói với các bác như thế, là đồ cũ là không được nhập, không gọi là cấm nhập, nói thật sự với các bác là cấm nhập. Cho nên là chúng ta không thể đóng, cái người buôn xe đạp không thể đóng một cái container chạy trực tiếp từ biển Nhật Bản sang Việt Nam để mà cho người dân tiêu dùng Việt Nam được, mà những cái mặt hàng đồ cũ này phải dựa theo vào một cái nước thứ ba này. Thì người ta có chính sách, hiện tại những cái năm trở lại đây là 2018 có chính sách là cho nhập đồ cũ. Vâng, thì cái đường biển của chúng ta sẽ được đóng một một công hàng hoặc là nhiều công hàng xe đồ cũ, trong đó có cả xe đạp, đi sang một cái nước thứ ba này có chính sách là cho nhập đồ cũ. Và hiện tại ở đây như các bác có thể tìm hiểu tới đó là nước Campuchia. Campuchia là thiên đường đồ cũ Nhật Bản, bởi vì nước này là có chính sách cho nhập đồ cũ. Thế thì giá chiếc xe ở đây đã bằng là xì, giá xe sẽ bằng là giá đầu tiên của tại Nhật Bản. Giá tại Nhật Bản là xì. Cộng với lại giá vận chuyển đường biển. Tới một cái nước thứ ba. Sau đó là cộng với giá lãi của con buôn tại đây. Tức là ví dụ người ta mua xì thì người ta phải bán là x cộng với cái lãi của người ta cộng với giá vận chuyển, các bác hiểu không ạ? Rồi sau đó từ nước thứ ba cộng với giá lãi thì lại tiếp tục những con buôn ở biên giới tiếp tục lại mua tiếp và lại cộng với giá giá lãi của con buôn Việt Nam tại biên giới nhá, chứ không phải là như bọn em đâu, bọn em là sau rồi, con buôn Việt Nam gần biên giới. Sau đó chiếc xe này được đóng từng chiếc một đi theo dạng đơn đơn lẻ. Và như các bác có thể hình dung là các bác có thể tự hỏi là một chiếc xe đóng vào hộp thì đi từ biên giới từ phía Campuchia này mà về Việt Nam, về đến miền Bắc này đi, về đến miền Bắc của chúng ta để chúng ta dùng. Tức là xe chưa mông má nhá, thì cộng với giá vận chuyển trong Việt Nam nó vào khoảng từ 350 cho đến 500 nghìn trên một chiếc xe xe cũ nhé, xe cũ và không đẹp đâu, tức là y nguyên cũ nát như này này, về đến miền Bắc là đã bị đội giá xe bãi tại Nhật cộng với giá vận chuyển đường biển từ Nhật về Campuchia, rồi giá lãi của con buôn bên Campuchia cộng với giá của con buôn Việt Nam, xong cộng với giá vận chuyển từ miền miền Nam giáp Campuchia về đến miền Bắc là từ 300 đến 500 nghìn một con.
thì cái giá đầu tiên tại Nhật Bản này là XC đã được cộng tới 1, 2, 3, 4 lần giá. Và chưa hết các bạn. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi thêm đến phần tiếp theo. Và đây, đây là hình ảnh những chiếc xe tại bãi Campuchia mà bên đối tác đã gửi cho em. Đấy, trông rất là giống sắt vụn. Các bác hình dung nhỉ? Đấy. Thì khi một những cái chiếc xe mà mất yên này. Đây em nói đơn giản như chiếc xe này đi. Yên này chúng em về phải bọc mất 100 nghìn. À đâu. Yên này bọc mất 50 nghìn. Nếu mà lốp lại mòn chúng em phải thay mất 200 nghìn. Nếu mà líp lại mòn chúng em phải thay mất líp xịn nhá. Còn nếu mà thay bị mòn quá mà thay líp đẻo vào thì các bác bảo là đồ đẻo. Cho nên là cái níp xịn Shimano này thì bây giờ chúng em nhập vào tầm khoảng 250.000. Cái đè này nếu mà bị gãy bánh răng chúng em cũng phải thay vào tầm khoảng 250.000. Nếu mà bị gãy, tức là trong một con xe thì nó kiểu gì nó cũng phải hỏng một cái vấn đề gì đó thì bên người Nhật người ta mới bỏ. Các bác hiểu không? Cho nên là một con xe như này bọn em chi phí vào, nói thật với các bác, cả công dọn, cả đồ, chưa nói đến cước vận chuyển từ Campuchia về đến miền Bắc, thì riêng tiền đồ, tiền nhân công, vệ sinh, đánh rửa sạch sẽ, vệ sinh, thay lốp, thay xích, thay líp nếu bị mòn, bọc yên, thì bọn em cũng phải đầu tư vào khoảng gần 1 triệu đồng. Đấy là nhẹ. Còn nếu mà nhiều thì chúng em phải đầu tư khoảng, có những con xe phải đầu tư 1,5 triệu. Đấy là giữ nguyên sơn zin ấy. Thì các bác có thể tự cộng được là tại sao xe đạp Nhật bãi thì nó cũ, đồ nó không được đẹp nhưng mà giá nó cũng không hề rẻ là như vậy. Đây các bác có thể nhìn thấy những con xe khác này. Không có yên luôn, con này không có yên luôn, bọn em về phải mua yên này. Nếu mà yên xịn nó tầm khoảng 150.000 là yên cũng khá là tốt. Rồi xích này. Hàn sơn xước lốp cũ. Đây là hình ảnh thực tế. Hỏng rất là nhiều. Cho nên là em quyết định em phải làm cái livestream này để các bác hiểu cho lỗi lòng của bọn em. Là bọn em hỏng rất là nhiều. Đây như con này còn đè còn rụng cả ra luôn. Rụng cả ra luôn. Cho nên là chúng em phải làm lại. Chúng em phải thay. Mà bắt buộc là phải thay thì mới bán được. Mà nếu mà thay vào thì giá chi phí của chiếc xe bãi nó sẽ lên rất là cao. Đây như các bác nhìn hình dung này, gần như là tất cả không có cái xe nào mà đi được luôn hết. Còn các bác mà nhìn thấy như trên ảnh đẹp đẽ là chúng em phải làm rất là nhiều rồi, từ thay lốp, thay xích hoặc là những cái gì đó. Đấy. Hầu như xe nào cũng phải làm một vấn đề gì đó, các bác là nhìn sơn này. Xước hết, rồi han gì, rồi yên rách tùm lum. Thì đó, đương nhiên là một cái xe từ bên Nhật Bản về đây clip này han gỉ luôn, chúng em phải làm lại hết. Cho dù có không phải thay cái gì thì cũng tiền nhân công cũng ít nhất một ngày công bây giờ nhẹ nhàng cũng phải 300 nghìn. Cho nên là cái chi phí vào một chiếc xe đạp rất là cao. Thế thì ở đây có những bác bảo là thế tại sao mày không chọn hàng đẹp mà lấy, mà mày cứ đi lấy hàng xấu làm gì? Em nói thật sự, em cũng là người mua và bán thôi, em cũng mong lấy được hàng đẹp để em nhàn cái con người em, chứ em cũng chẳng mong lấy hàng xấu làm gì. Thế nhưng mà nói thật với các bác là không có hàng đẹp đâu, bởi vì nếu như chỉ em chọn hàng đẹp thì bên bãi người ta sẽ không bán cho em và người ta sẽ dành cho người khác, cho nên là phải lấy đồ đồng, lấy gọi là xấu đẹp lẫn lộn. Cho nên là rất khó. Với những khách hàng mà không hiểu thì cứ bảo bọn em là tại sao lại không cứ thay thế đồ vào để không để zin. Em nói thật các bác á, ở bãi mà để zin thì các bác không đi được đâu. Lốp thì hỏng, xích thì mòn, líp thì mòn, xích thì dão, má phanh thì hết. Tất cả các thứ xe đã qua sử dụng rất là nhiều năm rồi, cho nên bọn em phải thay thế. Mà thay thế thì phải thêm chi phí. Cho nên là cái chiếc xe mà khi về đến tay người tiêu dùng thì nó không rẻ. Từ bên Nhật Bản giá là XC đã được cộng với giá vận chuyển đường biển. Cộng với giá lãi của con buôn bên Campuchia, người ta đánh cả container về người ta phải lãi.
cộng với giá buôn của con buôn Việt Nam ở biên giới để gom hàng cho bọn em, xong gửi cho bọn em là cước vận chuyển nội địa từ miền Bắc, từ miền Nam vào ra miền Bắc là đã mất từ 350.000 cho đến 500.000 một chiếc xe, cộng với giá phụ tùng bọn em phải sửa, giá phụ tùng thay thế, cộng với công, nó xấp xỉ vào khoảng trên dưới 1 triệu một chiếc xe nữa. Đó. Thì không phải là bọn em. cái hàng nó không được đẹp hay là bị hỏng nhiều, nhưng mà bọn em phải nhập đổ đồng và mua 20-30 con xe về thì chỉ được một vài 5-6 con đẹp mà thôi, còn đâu hầu hầu như là hơn 20 con là không được đẹp. Cho nên vì vậy những con xe đẹp thì chúng em phải bán cao, nhưng thực chất là những con xe không đẹp thì chúng em cũng không bán được, bởi vì người tiêu dùng bây giờ người ta thích bỏ tiền ra để phải mua xe đẹp cơ, nó cũng không bán được. Thực ra là nhìn nhìn vậy thôi nhưng mà bọn em đọng rất là nhiều hàng. Đây là cái cũng là cái lỗi lòng mà bọn em tâm sự với các bác mua xe đạp Nhật bãi. Đó là một lý do, tôi có nghĩa là lý do thứ nhất là chiếc xe là giá là A, nhưng mà cộng với rất nhiều chi phí vận chuyển, chi phí sửa chữa, công cán dọn dẹp lên một chiếc xe đẹp đẽ, chứ không có một con xe nào mà xuất phát từ bãi Nhật Bản mà có thể đi được ngay, rửa qua một cái là đi được ngay, xin thưa. Với các bác là người Nhật Bản rất tiết kiệm nên không bao giờ có cái chiếc xe như vậy. Cái thứ hai, chi phí thứ hai đó là phụ tùng trên chiếc xe bị hỏng quá nhiều, bọn em phải tiến hành thay thế. Và riêng tại cửa hàng chúng em là thay thế đồ chính hãng cho nên là giá không rẻ. Và cái thứ ba là một cũng một nguyên nhân nữa là do thị trường có nhu cầu thì bọn em mới lấy về. Thực sự với các bác là bọn em cũng không muốn làm hàng Nhật bãi một tí nào, bởi vì nó làm rất là mất công. Và khi mà làm lên thì đôi lúc là vận chuyển thì cái tay chuyển số nó bị vỡ một tí, nhưng khách không hiểu cho bọn em thì cứ bảo là làm sao không thay cái tay mới. Thực rất là nhiều, em nghĩ là nhiều cái đồ nó còn không có thay mới luôn ấy. Nó chỉ có thay cả cụm chứ không thay được một cái lắp chụp nhựa bên trên đó. Cho nên là rất khó với bọn em. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là không có cái xe khác để so sánh, cho nên là một số con buôn là bán giá vô tội vạ. Em dám khẳng định là bán giá vô tội vạ. Ví dụ như một chiếc Gian. Thì ví dụ như là ATX 777 thì trên Google đã có Nhà cung cấp chính hãng đã có niêm yết giá là bao nhiêu triệu và chúng em bán cũ thì chúng em sẽ rẻ được bao nhiêu thì người tiêu dùng sẽ chọn mua, tức là đã có giá niêm yết và có cái sự so sánh. Còn hàng Nhật bãi thì gần như là các bác không có sự so sánh và chỉ tin vào giá của người bán mà thôi. Cho nên là bán rất như bên cửa hàng em thì em cũng bán giá, em cũng không khẳng định là hợp lý, nhưng mà em cũng cố gắng nhất là cộng vào ngoài chi phí, những cái chi phí mà bọn em phải chịu thì em cũng cộng vào một số cái công của em, gọi là công cán cho nó hợp lý ngày công thôi để em bán thôi, chứ em cũng không chặt chém gì. Nhưng với một số shop khác thì họ bán rất là trên trời luôn, bởi vì cái đồ cũ này nó không có sự so sánh. Đấy cũng là một lý do là làm sao mà để cái xe đạp Nhật bãi cũ nhưng mà giá cũng không rẻ. Vâng. Và đấy thì trong livestream này thì em cũng muốn trình bày là đấy là những cái nguyên nhân tại sao mà xe đạp Nhật bãi cũ cấu hình đời thấp nhưng về đến Việt Nam để mà hoạt động tốt, ngon lành thì giá nó không hề rẻ, bởi vì nó đã chịu những cái rất nhiều cái chi phí đi đường, chi phí vận chuyển, chi phí sửa chữa những cái phụ tùng hỏng, và cuối cùng là ra cái giá mà người buôn phải chi phí vào con xe. Và tiếp theo đó là với những người buôn có lừa tâm thì người ta bán gọi là đủ ngày công thôi, có những người buôn thì người ta bán giá rất trên trời bởi vì không có sự so sánh. Thế thì những tháng từ đầu năm 2018 trở lại đây thì shop xe đạp haiphong.com có bán một số xe đạp chính hãng Giant Merida, và quý khách hoàn toàn có thể check cái giá mới là bao nhiêu, và quý khách có thể biết được cái giá bán cũ của bên cửa hàng em là bao nhiêu, có hợp lý hay không. Còn xe đạp Nhật bãi, nhiều khách hỏi em là em ơi cái xe này 6 triệu bên em bán 6 triệu, thế thì bên Nhật bãi, bên bên Nhật mới nó là bao nhiêu, thì đến em cũng không trả lời được luôn, bởi vì những cái model những cái model xe này nó sản xuất từ 5 đến 7 đến 10 năm trước rồi, cho nên nó không còn sự so sánh nữa.
và bọn em chỉ biết rằng là em nhập 1 đồng xong à, em nhập 5 đồng thì em sửa chữa vào tất cả các thứ, công cán đồ đạc thay phụ tùng vào, và em cộng công của em vào là em ra giá bán, chứ em cũng không biết là bên Nhật mới nó là bao nhiêu tiền. Đấy là quý khách thông cảm cho em. Và cái thứ hai là quý khách đừng mua xe Nhật bãi, đừng bao giờ nghĩ đừng bao giờ chê chúng em là tại sao cái này nó xước mày không bắn vào cho tao, hay là tại sao mày cứ thay hết đồ, nó đồ nó không còn zin. Bởi vì em nói thật là xe mà bãi mà không thay đồ, không thay một số phụ tùng, ví dụ như xăm lốp xích là những cái hao mòn, xăm lốp líp xích má phanh, dây phanh dây đề mà không thay vào, yên không bọc, yên để ngoài trời như thế làm sao nó không có bị rách, đương nhiên là nó sẽ rách gần hết, thì không bọc vào thì làm sao mà sử dụng được. Cho nên là bọn em không thể để zin được, bởi vì zin không sử dụng được. Các quý khách là hiểu cho em là như thế. Cho nên từ đầu năm 2018 trở lại đây, chúng em bán thêm một cái dòng, đó là dòng xe Zion và Merida chính hãng, đã qua sử dụng tại thị trường Đài Loan và chính khẳng định là chính hãng Đài Loan. Xe độ mới còn từ 80 cho 90%, rất mới và không qua sửa chữa nhiều, bởi vì xe nó toàn từ đời 2016, 2017, 2018 thôi, cho nên là bọn em không phải sửa chữa nữa, rất là ít luôn. Và bọn em bán xe đấy rất là nhàn, và cái xe nó được cái giá bán của hãng công bố ra, cho nên là bọn em bán rất là dễ. Bởi vì người tiêu dùng bây giờ thông tin nhiều, người ta chỉ lên Google, người ta gõ ví dụ ATX gian Zion ATX 777 chẳng hạn, Zion ATX 680S là mới là bao tiền, thì cũ bọn em chỉ bán hợp lý hơn là người tiêu dùng sẽ chọn, rẻ hơn được vài triệu là người tiêu dùng sẽ chọn. Còn thực sự xe đạp Nhật bãi, nhiều khách hỏi em là thế bây giờ em ơi, sao cái xe này em bán cũ là 6-7 triệu, thế xe mới bên Nhật thì bao nhiêu tiền hả em? Thì thực sự em không biết đâu. Cho nên là trong livestream này cũng đã dài, thì em cũng muốn trình bày với quý vị và các bạn, các quý khách là lý do tại sao mà xe đạp Nhật bãi cũ nhưng mà về Việt Nam thì giá nó không rẻ. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem livestream. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream lần sau. Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, những cái cách sửa chữa xe đạp thì hãy ấn trên Facebook, thì hãy ấn kết bạn với em tại link Kiên Xe Đạp, và ấn thế chế độ xem trước để được xem những cái livestream mới nhất của em. Còn nếu trên YouTube, quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh Xe Đạp Hải Phòng trên YouTube, kênh Xe Đạp Hải Phòng, để xem những cái video mới nhất em up lên nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt. Em là Kiên Xe Đạp.